căng cực với cuộc chiến trending, giọng ai giọng ai chậm chạy top 3, chỉ thua Sơn Tùng MTP và Blackpink. Tối ngày 28 tháng 6, show giọng ai giọng ai chính thức trở lại sau sự thành công của 4 mùa thu hút sự chú ý đông đảo của khán giả. Chưa đầy 48 giờ phát sóng, giọng ai giọng ai tập 1 chậm chạy ở vị trí top 3 trending Việt Nam với hơn 2,4 triệu lượt xem trên YouTube. Giọng ai giọng ai tập 1 bùng nổ với lượt chơi loại sai đền tiền, cùng với sự dí dỏm của hai chủ nhà Trấn Thành và Trường Giang và hai mảnh ghép của gia đình Hoa Dâm Bụt là Hòa Minh Si và Eric, á hậu Hoàng Thùy và nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Tính đến thời điểm hiện tại, chương trình truyền hình Giọng ai giọng ai là một trong những show ăn khách nhất nhì cả nước. Tối ngày 29 tháng 6, sau khoảng thời gian tích cực thả thính người hâm mộ về tên sản phẩm comeback có Chắc Yêu Là Đây, Sơn Tùng đã đánh úp fan với đoạn trailer vô cùng ấn tượng. Chỉ vỏn vẹn vài chục giây, Sơn Tùng đã khiến cho fan đứng ngồi không yên khi xuất hiện với dáng vẻ căng thẳng, trên nền nhiệt dồn dập, thậm chí là tung cú đấm vào thẳng màn hình trong những giây cuối cùng. Sự chờ đợi dài đằng đẵng khi quá lâu Sơn Tùng MTP không có nhạc mới đã khiến cho lần này trở lại thu hút nhiều sự chú ý. Và dù chỉ là một trailer sương sương cũng đủ để Sơn Tùng thu về những thành tích đầy ấn tượng. Chưa đầy 12 giờ ra mắt trailer MV có Chắc Yêu Là Đây đã debut ngay tại vị trí top 2 trending YouTube Việt Nam. Với số liệu cập nhật mới nhất thì tính tới thời điểm hiện tại, lượt view của trailer có Chắc Yêu Là Đây đã hơn 2,5 triệu lượt xem. Nên nhớ đây chỉ là đoạn trailer mà thôi, đủ thấy sức mạnh của Sơn Tùng và Sky lớn đến mức nào. Ở mặt trận Twitter vẫn còn khá mới đối với khán giả V-pop, từ khóa Sơn Tùng MTP cũng đã vươn lên top 5 trending, được Sky có thể đồng lòng để mang hashtag này mang ra thế giới. Cũng đã gần tròn một năm kể từ MV gần đây nhất của Sơn Tùng Hãy Trao Cho Anh, thế nên chắc chắn các trang mạng xã hội đều bùng nổ trước đoạn trailer này. Đông đảo khán giả đã không giấu được sự phấn khích trước màn nhá hàng của Sơn Tùng. Mặt khác, Blackpink đang là một cơn bão làm điên đảo mạng xã hội mấy ngày nay. Đêm ngày 29 tháng 6, tờ Variety tiết lộ YouTube đã xác nhận với họ rằng số lượt xem chính xác trong 24 giờ đầu của How You Like That là 86,3 triệu view, cộng thêm 4 triệu view so với 82,3 triệu hiển thị lúc chốt hạ vào chiều ngày 27 tháng 6. MV này cũng giữ kỷ lục mới với số lượt xem công chiếu cao nhất thế giới là 1,66 triệu người xem trong cùng một thời điểm. Được biết đây là toàn bộ view tự nhiên không dính quảng cáo, bởi thuật toán mới của YouTube đã loại bỏ quảng cáo đối với view trong 24 giờ đầu. Với thành tích này, Blackpink chính thức trở thành nữ hoàng YouTube mới của thế giới, khi hiện tại cột mốc nhanh nhất và nhiều nhất trong khoảng 150 triệu trở lại đều thuộc sở hữu của nhóm. Fan hâm mộ đang đưa MV tiến đến cột mốc 200 triệu lượt xem nhanh nhất. Như vậy, một cuộc đối đầu vị trí trending hết sức thú vị giữa các đại diện trong nước và quốc tế đang chiêu đãi cho khán giả Việt. Cùng theo dõi xem top 1 trending có đổi chủ không nhé.